cô chú, các anh, các chị và các bạn đây. Hôm nay nhà em là cải tạo được cái vườn, muốn trồng một số cái cây. Nhưng mà cái vấn đề này là rất là khó rồi. Tại vì khi mà cho nước vào để mà thử xem nó rút được nước hay không á, mà 30 phút rồi chưa thấy nó rút nước. Cái này là trồng không được rồi đó cả nhà. Chia sẻ kinh nghiệm cho cô chú mấy các anh các chị. Trước khi trồng cây đào một cái hố, sau đó là cho đầy nước vào. Dạ dạ dạ. Sand is heavy and they compact. Compact the soil. Yeah. It has different soil. Đó, cái cây rất là khó rút nước thì sẽ không trồng được. Nguy hiểm lắm. Uống nước là chết. Cả nhà ơi, hôm nay nhà cũng phải mướn cái máy khoan này nè để mà trồng cây đấy cả nhà. Oh my god, trồng cây không hề đơn giản. Đây này, hai cha con đi giúp con làm này. Đâu đâu bồ beo, ra đây con. Rất là nguy hiểm luôn đấy cả nhà. Oh nào. Hello cả nhà, bây giờ không lọ đó, em chia sẻ cái cách mà trồng cây mà gặp cái đất mà nó chai sạn rồi, cái đất nó không có thoát nước đó. Thì bữa nay nhà em đã xong xuôi và bỏ cái cây này là cây bưởi da xanh. Bưởi da xanh này nó có một chút vị chua nhưng mà rất là giòn, chắc độ giòn của nó phải là top của các loại bưởi luôn đấy. Thành ra khi mà được cái chị bán cây, chị cho em mấy múi bưởi thôi chứ còn cũng chưa được một trái luôn, được mấy múi bưởi ăn thấy ngon quá là bắt ông chồng phải mua bằng được cái cây này về cho em. Rồi giá nó cũng hơi cao một chút nhưng mà mình thích, là mình đầu tư thôi. Đó, đã có người gọi điện rồi cả nhà ơi, chờ em chút nha, chờ em chút nên em tiếp tục quay. Ui cả nhà ơi, cái trái mã cầu la định quán đây nè. Đây. Tại vừa có người gọi điện tới đây là trễ quá. Cái trái này vẫn chưa ăn được đâu cả nhà, mà nó bự như thế này luôn ý. Cả nhà thấy không? Nó phải nở hết cái gai này ra. Bây giờ nó chọc quá. Bây giờ chắc mình cắt cái chậu ra đi. Tại mới tưới nước đó, nó dính, còn nếu mà không muốn bỏ xuống kiểu này là phải không tưới nước. This is grass. This? Yeah, grass. Đó, bỏ phân xuống đó. Bỏ đất xuống rồi trồng. Mấy em cái em này cũng khổ mày cất à, không cái này. Cái em này không sao. Thường thì người ta nói là mãng cầu là mình tước lá đi thì cho nó nhanh, nhưng mà em thì nó không cần tước, nó tự rụng đã. Nó tự ra, nó giờ nó ra ra bông này. Hey, you can pull from here. I think, yeah. Xong rồi ông kéo ra. Okay, one, now, two, three, four, five. Hold on. Oh, I have you, huh? Yeah, come in. Okay, good. Okay, put down. Okay, perfect. Cái kiểu cách mà trồng cây như này chỉ dùng cho những cái cây mà nó bộ rễ nó khỏe như này thôi cả nhà ơi. Chứ mà bộ rễ yếu mà làm cái này là cũng this lên đường luôn đó. Cái này hình như là hơi bị trơ rễ ra một chút đấy anh ạ. Chắc để nó lên lại rồi. Cho nó sâu xuống. Cái rễ nó bị more deeper. Yeah, more deeper. Okay. Có người gọi rồi, bye bye cả nhà. Cả nhà ơi, mấy cái con này là nó ăn hết rễ cây của mình luôn đấy cả nhà. Nhớ phải kêu nó đi nhá. Em trồng cây mà em còn sợ sâu đây này. Dạ, cái cây mãng cầu la định quán này của em á, trồng xuống đất rồi nè cả nhà ơi. Đó, trái lớn lắm cả nhà. Cây này nhìn trong ở ngoài á, mình trồng xuống dưới đất ở ngoài á, nhìn trong nó nhỏ, nhưng mà cái cây này là nó ở trong chậu 25 gallon á, cho xuống đất thì nhìn em mới rất là bé bỏng, nhưng mà em ở trong chậu 25 gallon. Bây giờ nhà em mới trồng được có 3 cây, vẫn còn 3 cái lỗ nữa. Thank you cả nhà, bye bye cả nhà nhé.